cứ nhất thiết là phải có gia sư hả mẹ? Tất nhiên rồi, vì con chẳng chịu học hành gì cả nên mẹ bắt buộc phải gọi gia sư. Con có biết là các bạn khác muốn được học gia sư như con mà không có điều kiện một kèm một đâu. Thế mẹ mua cho con cái điện thoại nhá, để mỗi lần họ nhéo tai con hoặc bắt con chết phạt, con sẽ gọi điện anh mẹ. Làm gì có ai tự nhiên lại nhéo tai con chứ, trừ khi là con không ngoan, không nghe lời thôi. Với con là trẻ con nhưng họ toàn bắt nạt con thôi. Các bạn ở lớp con đều có để liên lạc với bố mẹ mỗi khi bị ăn hiếp. Thôi được rồi, để mẹ sẽ xem xét. Với cả mỗi lần mẹ đi công tác, con nhớ mẹ, con sẽ gọi điện thoại cho mẹ. Chỉ được cái khéo mồm thôi. Được rồi, mẹ sẽ mua cho con, nhưng mà con nhớ phải học hành thật chăm chỉ và phải ngoan ngoãn đấy nhá, không được nghịch, nhớ chưa? Vâng ạ, mẹ muôn năm. Chắc là cô gia sư đến rồi đấy, con ngồi đây để mẹ xuống mở cửa nhá. Vâng ạ. Vào đây em. Dạ vâng ạ. Em ngồi ghế đi. Đây là bé Linh, con gái chị. Còn đây là cô Hương, con chào cô đi. Con chào cô Hương. Thế này nhá Hương ạ, để tránh mất thời gian cả hai bên thì chị sẽ trao đổi luôn. Dạ vâng, có gì chị cứ nói thẳng với em ạ. Như là chị đã trao đổi trước với em thì chị sẽ thuê em về làm gia sư để kèm cho con chị môn toán và tiếng Việt vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6. Có bài gì trên lớp con chưa hiểu rõ thì em cứ giải thích thêm cho con nhá. Dạ vâng ạ, em sẽ dạy bé theo đúng chương trình học. Còn nếu những gì bé chưa hiểu, em sẽ giảng dạy thêm. À, mà bé Linh nhà chị nó nghịch ngợm lắm, thế nên chị cũng phải nói trước để em chuẩn bị tinh thần sẵn. Cái này chị không cần lo đâu ạ. Em làm nghề gia sư này cũng mấy năm rồi, với cả các bé bây giờ đang là tuổi ăn tuổi chơi nữa, có nghịch ngợm một xíu cũng không sao mà. Thế là chị yên tâm rồi. Còn về mức lương thì cũng giống như là những gia sư trước, chị sẽ trả em 500 ngàn một buổi. Và trong quá trình học thì nếu như mà cháu có tiến bộ, chị sẽ cân nhắc để thưởng thêm. Linh, con nhớ là phải nghe lời cô, học hành thật chăm chỉ, có gì không hiểu phải hỏi cô ngay, con biết chưa? Vâng, cô Hương, nghe lời cô. Con nhớ rồi. Thôi, hôm nay đằng nào em cũng mất công đến đây rồi, chị sẽ trả lương buổi hôm nay cho em. Coi như là để hai cô cháu làm quen với nhau cho khỏi bỡ ngỡ. Như vậy cũng được ạ. Con, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nhá. Con có thể lấy cho cô sách vở ở lớp không, để cô xem là con đã học đến đâu rồi. Thôi, chị cũng có việc phải đi đây, hai cô cháu ở nhà với nhau nhá. Có gì em cứ tự chủ động mọi việc. Linh ơi, mẹ phải đi có việc, nhớ ở nhà ngoan nghe lời cô, học hành cho tử tế vào, nhớ chưa? Vâng ạ. Thôi mẹ đi đây, chị đi đây. Em là chị ạ. Mày còn ngồi để nhìn nữa à? Lấy sách vở ra xem nào. Nhanh cái tay lên. Đây, làm cái bài đi. Ừ, tao đây. Vào được nhà rồi. Tao mà lại. Yên tâm, bà quý tao lắm. Ừ. Cứ làm theo kế hoạch thôi. Nhà giàu như thế này, tao với mày không làm thì cũng sẽ có đứa khác làm thôi. Ừ. Nhìn cái gì? Làm nhanh lên. Tí nữa tao kiểm tra, làm sai đừng có trách tao đấy. À đây. Con Thanh đấy á? Không sao, tao chịu được. Mày yên tâm, từ trước đến nay tao cua ai thì có ai thoát phải móng vuốt tao đâu. Với cả mày làm thư ký thì mày cố gắng sắp xếp lịch của bà ấy trùng vào những cái ngày mà 24/6 mà tao làm ấy. Được rồi. Bà ấy bảo tao là em cứ chủ động tất cả mọi việc mà làm, còn trông con hộ bà ấy nữa thì tiện đây. Tao trông luôn cả chồng bà ấy cho. Thôi rồi, sắp tí các bà ấy quay lại đấy. Ok, bye bye nhá. Cái gì nữa? Sắp xong chưa? Nhanh lên tao kiểm tra. Ơ kìa Linh, hôm nay không phải học à con? Cô ạ, chắc cô ấy không đến đâu, cô cũng chẳng thích học bài. Kìa, sao lại không thích học? À, chắc là hôm nay trời mưa, cô ấy đến muộn đấy. Em xin lỗi ạ,
Hôm nay mưa to quá, cho nên là em đến muộn một lát ạ. Ừ, không sao. Con bé vừa nhắc em ấy. Em ngồi đi. À, hôm nay em đi vội quá cho nên là quên mang ô. Xuống xe thì ướt hết người rồi. Anh có thể cho em mượn nhà vệ sinh để ong khô tóc được không ạ? Ừ, cứ tự nhiên. Chờ đã, cho con đi vệ sinh được không? Con đau bụng lắm. Đây, cái con bé này nữa. Em ngồi đi. Dạ vâng ạ. Uống cốc nước đã, rồi vào dạy học sau. Dạ. Con bé Linh nhà anh nó nghịch ngợm, chắc là em vất vả lắm nhỉ? Không ạ, em làm cái nghề giáo này cũng mấy năm rồi. Với cả bây giờ thì mỗi bé một tính. Dù có vất vả như thế nào, nếu mà phải giúp đỡ được các bé phát triển, bọn em cũng vui rồi. Đúng. Cũng nhờ có em mà con bé Linh được ngày hôm nay. Nói thật với em, vợ chồng anh bận suốt, chả bảo ban được cháu cái gì cả. Anh đừng nói như vậy. Có thể giúp đỡ được các bé phát triển thông minh như thế này cũng là trách nhiệm của nghề giáo tụi em mà. Với cả nếu mà phụ huynh bận cái gì, bọn em cũng rất là sẵn lòng để giúp đỡ mọi người. Tốt rồi, em uống nước đi. Dạ vâng ạ. À, hình như em bị cái gì bay vào mắt rồi, anh có thể xem giúp em được không ạ? À, đau quá. Cho em bị bụi bay vào mắt rồi, anh có thể thổi giúp em không ạ? Cô ơi, bài này khó quá, con giải từ hôm qua tới giờ mà vẫn chưa ra. Cô giảng hộ con được không ạ? Ừ, nhưng mà con chờ cô một lát nhá, để cô đi vào phòng vệ sinh đã. Xong rồi lát cô ra cô giảng bài giúp con nhá. Đâu? Cô xem nào. Bày ra trò gì đúng không? Con chỉ lỗi xà phóng lên sàn nhà thôi. Tại cô ấy đi đúng lúc cẩn thận, sao bố lại trách con? Con bé này chỉ giỏi nghịch thôi. À, đến rồi đây ạ. Ngồi đi. Con này Linh ơi, con vào trong phòng để cô nói chuyện với cô Quyên một lát nhé. Này, tao thấy nó cũng ngoan ngoãn, biết điều phết đấy chứ. Ngoan ngoãn biết điều cái gì, toàn trả vờ như thế trước mặt người khác thôi. Hôm trước nó vừa chơi tao một vố đấy, suýt nữa thì không tiếp cận thằng bố nữa đâu. Thật á? Chứ còn gì nữa. Trông danh con như thế mà lắm trò phết nhở. Đừng nhắc con lỏi con nữa, danh thì chả ai bằng. Mà này, mày có chắc là bà Thu đi công tác 3 ngày không? Chắc chắn 100%. Chính tao ấy là người đặt vé máy bay cho bà ấy mà. Với cả đối tác lần này rất quan trọng, bà ấy không thể không đi được. Có khi giờ này đang bay ở trên trời rồi cũng nên. Ừ, như thế thì tao yên tâm rồi. Tí nữa tao sẽ trông con bé giúp mày. Mày chỉ việc vào bên trong hành sự. Việc của mày là đưa lão lên giường, quay lại cảnh giường chiếu rồi gửi file tống tiền. Thế là xong. $3 tỷ là cái giá phải trả cho file clip. Như đã thỏa thuận, mày đứng mũi chịu sào sẽ được hưởng 60%. Còn tao đứng sau hỗ trợ sẽ được 40%. Nếu được, tao sẽ gửi cả cho bà Thu nữa để tạo mâu thuẫn vợ chồng. Lúc ấy à, mày tha hồ trên chân vào cái nhà này. Được rồi. Vậy thì cứ làm theo thỏa thuận đi. Nhờ cả vào mày đấy. Yên tâm. Anh ạ, anh ơi, chị Thu đi công tác không có ở công ty nên là nhờ em mang qua nhà một số tài liệu cho anh ạ. Anh xem xét đi rồi dạy ý kiến giúp em. Anh xem. Đây là hợp đồng bên đối tác, rất quan trọng ạ. Em đã soạn ra sẵn tất cả các điều khoản cũng như là nội dung rồi. Có gì anh ký rồi đóng dấu giúp em ạ. Ok. Anh ơi, em mới uống nước ạ. Đây anh ký. Anh uống đi cho đỡ khát ạ. Để xem tiếp ạ. Rồi. Cái đoạn này là... À rồi anh. Ừ,
Tài liệu có vấn đề gì không ạ? Ok đấy, để anh ký cho nó. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Anh Lâm sao đấy ạ? Anh Lâm. Hương, nhanh lên máy. Đưa lão vào phòng đi. Để lấy 3 tỷ thôi à? Lúc con gái tôi gọi điện báo tin, tôi không tin đó là sự thật nên phải vội vàng về đây ngay để kiểm chứng. Mà tôi không ngờ sự thật lại ê chề nhục nhã thế này đấy. Các cô biết làm mà không biết hậu quả của nó. Cô có biết tội tống tiền và đe dọa có thể bị truy cứu hình sự pháp luật hay không? Anh chị, tha cho bọn em lần này đi ạ. Đây là chỉ là lần đầu tiên của bọn em thôi ạ. Bọn em ừ, tôi không ngờ tái phạm nữa đâu ạ. Chị ơi, đúng rồi đấy ạ. Chị tha lỗi cho bọn em đi ạ. Bọn em hứa là sẽ không bao giờ làm như thế đâu ạ. Gây ra tội thì phải gánh tội. Ngày mai, cô viết đơn xin nghỉ việc đi. Còn cô, tôi sẽ làm việc lại với bên gia sư để họ có trách nhiệm hơn trong cách nhìn người. Tôi không đưa các cô ra tòa đã là nhân nghĩa với các cô lắm rồi đấy. Nói cho các cô biết, muốn không ăn phải trái đắng thì đừng có mà tạo nghiệp. Ở trên đời này, gieo nhân nào thì gặt quả đấy, hiểu chưa? Cô cút! Còn đứng đây nữa à? Cút ngay!
thua. Vợ yêu của anh, sống với anh chắc là em cũng phải chịu khổ nhiều lắm. Anh đúng là một thằng chồng tồi, khi thấy vợ mình khóc cũng không dám lại gần lau nước mắt. Từ ngày công ty phá sản, anh rơi vào trạng thái trầm cảm lúc nào cũng không hay. Anh không thể tìm được lối thoát riêng cho mình để tiếp tục sống nữa. Xin lỗi em vì quyết định hèn hạ này. Em là một người phụ nữ giàu nghị lực, kiên cường và bao dung. Anh thấy mình thật may mắn khi có em làm vợ. Anh đi rồi, em nhớ phải đứng dậy và sống thật tốt nhé. Nhớ kỹ những lời anh đã dặn. Cảm ơn em vì tất cả. Hẹn gặp lại em ở một thế giới khác ít đau đớn hơn. Chờ. Anh Lâm. Sao anh lại bỏ em mà đi thế này nè anh Lâm ơi. Nếu lúc đó em tỉnh ý hơn thì em đã tiếp cận được anh Lâm những điều dại dột này rồi. Anh Lâm ơi. Nhưng mà nốt bữa hôm nay thôi đấy. Từ sau là vợ chồng mình phải tiết kiệm hơn đấy anh ạ. Tuân lệnh. Để xem anh mua gì nào. Ôi, nhiều đồ thế. Vợ này. Dạ. Anh có chuyện này muốn nói với vợ. Có chuyện gì mà trông anh căng thẳng thế? Nhưng mà em phải thật bình tĩnh nhé. Vâng, anh cứ nói đi. Thật ra anh đã lừa rồi ấy. Khoảng nửa năm trước anh có qua lại với người yêu cũ của anh, nhưng mà anh đã cắt đứt liên lạc với cô ta rồi. Anh xin lỗi. Anh chỉ mong vợ tha thứ cho anh lần này thôi. Chuyện này em cũng đã biết từ lâu rồi. Anh biết rồi. Thế tại sao em không nói? Tại sao em không chửi rủa anh? Thậm chí là đánh anh? Thì chả phải bây giờ anh cũng đã thôi không qua lại với cô ấy rồi sao? Em không muốn chuyện này làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của gia đình mình, nên từ giờ mình cũng đừng nhắc lại chuyện này nữa anh nhá. Anh có một chuyện này nữa. Từ giờ em phải ăn uống cẩn thận vào. Nhớ là không được bỏ bữa rồi đấy. Anh cũng đã đặt lịch nhắc nhở em uống thuốc ở điện thoại rồi đấy. Từ giờ không cần anh phải nhắc nữa nhá. Đồ điện, bóng đèn anh cũng đã thay mới hết rồi. Nhưng mà em cũng phải biết học tự sửa đồ điện đi. Nhỡ sau này anh phải đi một nơi thật xa thì sao? Kìa, anh Lâm, sao hôm nay anh nói chuyện lạ thế? Anh sắp đi đâu xa à? Không. Đây là anh muốn nhắc nhở em thì thôi. Nhưng anh sợ. Anh phải đi một nơi thật xa, thật xa. Nơi không có anh thì sao? Thậm chí anh không xuất hiện nữa thì lúc ấy em phải làm sao? Em phải một thân một mình à? Kìa, cái anh này, ai cho anh đi mà anh đi cơ chứ? Đúng. Đúng. Cảm ơn vợ đã ở bên cạnh anh, giúp đỡ anh những ngày tháng vừa qua. Anh yêu vợ. Vợ chồng với nhau mà phải khách sáo thế à? Nếu mà anh biết vậy thì từ giờ nhớ phải đối xử thật tốt với em đấy. Mà thôi, đồ ăn nguội hết rồi kìa. Anh đi rửa tay đi rồi vợ chồng mình ăn cơm.
Đi đi. Thôi được rồi, đi đi mà, nhanh lên. Chị có thể mang nó đến cô nhi viện cũng được. Em bây giờ không còn lựa chọn nào khác nữa. Ngày mai em bay rồi, chị đừng có tìm em nhé. Mong chị giúp đỡ em hơn. Sao một người mẹ lại có thể nhẫn tâm bỏ con mình đi như thế? Vậy từ giờ mình sẽ là mẹ của con. Tranh đẹp thế. Mẹ ơi, con được giải nhất cuộc thi vẽ ở trường đấy. Ồ, thế cơ à? Ôi, bé Linh giỏi quá. Thế bé Linh thích gì để mẹ thưởng cho nào? Con định mang tranh này về tặng mẹ, nhưng cô bảo giải nhất sẽ được treo ở lớp. À, thế à? Thôi không sao, cứ miễn là con gái mẹ học giỏi chăm ngoan là mẹ vui rồi. À, hôm nay mẹ làm món gà rán cho Linh ăn nhá. Linh có thích không? Hoan hô, vui thật. À, thế hôm nay ở lớp cô giáo có dạy cho con bài gì không? À, mẹ ơi, hôm nay con học được bài hát mới đấy, để con hát cho mẹ xem nhá. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh, la 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 la, thắp sáng một gia đình. Chắc là có khách đấy. Con ngồi đây để mẹ ra mở cửa nhá. Vâng ạ. Mời cô ngồi. Sao hôm nay cô lại đến đây? Tôi đến thăm con bé. Mẹ ơi, ai đây ạ? Đây là cô Hương, bạn của mẹ con ạ. Con chào cô. Cô chào Linh nhá, cô tên là Hương. Hôm nay cô đến cô còn mang cả chuyện và mang cả ba lô tặng con này, con có thích không? Con cảm ơn cô. Thế thì để hôm nào cô dẫn con đi công viên chơi nhá. Yeah, con thích quá. Thôi Linh ơi, con đi vào trong nhà đi, để mẹ nói chuyện riêng với cô nhá. Vâng ạ. Cô Hương, sao bao nhiêu năm qua cô bỏ đi đâu bặt vô âm tín, rồi giờ cô lại xuất hiện một cách đột ngột ở đây thế này? Nếu mà chị đã hỏi thẳng như vậy thì tôi cũng nói luôn. Hôm nay tôi đến đây là muốn nói với chị, tôi muốn đón con bé sang Mỹ ở với tôi. Không, không thể như thế được. Con bé là con của tôi, không ai có quyền mang nó đi đâu hết. Chị quên rồi à? Con bé là con gái của tôi và chồng chị. Nó trở thành con gái của chị từ lúc nào vậy? Cô, sao cô có thể nói như vậy được? Ngày xưa cô đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa con mà mình rất ruột đẻ ra để cho người khác nuôi. Giờ này cô còn mặt mũi nào mà nói những lời như thế chứ? Năm xưa là
Tôi còn quá trẻ thôi. Chị biết đây, tôi làm gì có chồng. Thời buổi đấy tôi lấy đâu ra tiền mà nuôi nó chứ. Nhưng bây giờ tôi đã khác rồi. Bao nhiêu năm phấn đấu, bây giờ tôi đã trở thành chủ tịch rồi. Cái gì tôi cũng có. Con bé mà đi theo tôi, tương lai của nó sẽ khác hẳn bây giờ. Không, không thể thế được. Dù sao tôi cũng đã nuôi nấng nó bao nhiêu năm qua. Giờ cô mà đưa nó sang Mỹ thì tôi biết sống thế nào? Chị đừng có ích kỷ như thế nữa. Nếu chị muốn tốt cho tương lai của con bé thì đừng có làm như vậy. Nhưng mà kể cả tôi không đưa nó sang Mỹ, con bé sống với tôi vẫn có thể lo cho tương lai của nó một cách đàng hoàng mà. Sao vậy? Chẳng lẽ chị muốn con bé ở mãi trong ngôi nhà chật hẹp như này và học ở cái ngôi trường tầm thường như thế á? Không, dù sao thì nó cũng vẫn là con của tôi. Tôi đã nuôi nấng nó bao nhiêu năm qua rồi, cô không thể làm như thế được. Tôi muốn nuôi con với cô nữa. Cô suy nghĩ kỹ lại đi. Nếu thực sự muốn tốt cho con bé, đừng có ích kỷ nữa. Tôi về đây. Mẹ ơi, mẹ làm sao đấy ạ? Mẹ đau ở đâu ạ? Mẹ không sao đâu. Thế lúc nãy cô Hương mua quà cho con, con có thích không? Dạ, thích ạ. Bé Linh có thích cô Hương không? Cô ấy mua quà cho con, rồi còn bảo cô sẽ cho con đi chơi nữa. Cô Hương là người tốt mẹ nhỉ? Linh ơi, con có thích sang Mỹ sống không? Mỹ là ở đâu mẹ? Là một nơi rất xa, con sẽ được đi máy bay sang bên đó. Wow, đi máy bay có vẻ thích lắm, con chưa được đi máy bay bao giờ. Thế giờ mẹ cho Linh sang Mỹ sống với cô Hương nhé, Linh đồng ý không? Mẹ có đi cùng không ạ? Mẹ không. Nếu mẹ không đi thì con cũng không đi đâu. Linh ơi, mẹ bảo này, thật ra cô Hương mới chính là mẹ ruột của con. Con không biết đâu, mẹ mới là mẹ ruột của con. Bao nhiêu năm qua, nhưng mà cô Hương mới là mẹ ruột của con. Đây là sự thật, mẹ xin lỗi. Sang bên đó nhớ phải ngoan, học hành chăm chỉ, nhớ nghe lời mẹ Hương nhé, nghe chưa? Rồi mẹ sẽ thu xếp để cố gắng sang thăm Linh. Cho mẹ ôm Linh một cái nào. Cô Hương này, con bé nó không uống được đồ lạnh đâu, cô đừng cho nó uống đồ lạnh nhé, không là cổ họng nó yếu lắm, rồi dễ bị ho. Tôi biết rồi, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt. Lúc mà đi ngủ ấy, thì cô nhớ xoa lưng cho con. Như thế con sẽ ngủ sâu hơn và sẽ không bị giật mình lúc nửa đêm. Mà thêm nữa, con bé nó bị dị ứng tôm giống anh Lâm đấy. Cô đừng cho nó ăn tôm nhá. Tôi biết rồi, chị nói nhiều đấy. Con, chào mẹ đi, sau đó thì mình đi nhá, cũng muộn rồi. Linh đi nhá. Đi thôi nào. Đi con. Nào, xuống đây mẹ nào. Yeah.
Lại đây với mẹ nào. Sao vậy? Mẹ là mẹ của con. Sao bao nhiêu năm nay không biết mẹ? Mẹ. Ô, con. Sao con không đi với mẹ Hương? Sao con lại quay lại đây? Con muốn gặp mẹ đâu. Con. Con bé, nó chỉ coi chị là mẹ nó thôi. Bao nhiêu năm qua, tôi cũng chả làm được gì cho con bé cả. Bây giờ tôi đã hiểu tiền bạc danh vọng cũng thế nào có được hạnh phúc. Tôi thua rồi. Bây giờ tôi thực sự giao con bé cho chị nhé. Chị hãy chăm sóc nó thật tốt. Nhưng mà nếu có thể, có thể cho tôi thỉnh thoảng gặp con bé được không? Tôi cảm ơn. Hai mẹ con ở lại nhé. Tôi đi đây.